Ơi, hello, xin chào các bạn nha. Cái con suối này nè các bạn, hôm nay nước rất là cạn luôn nên là mình thấy đồ chơi rất là nhiều ở dưới đây nè các bạn. Những cái món đồ chơi đã bị thất lạc nè. Hôm nay mình lại đây mình khám phá những cái chiếc xe đồ chơi này nha các bạn ơi. Ồ, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Dài 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 ở phía trước kìa, có rất là nhiều luôn. Thôi mình lại đây mình khám phá coi xe gì đây. Ôi, xe gì mà đang trôi kìa các bạn ơi. Ôi, nước ở đây rất là chảy kìa các bạn. Ôi, nó trôi chiếc xe đi luôn kìa các bạn ơi. À, xe này là xe gì các bạn ơi? Đây là một cái chiếc xe chở rác nha các bạn. Wow, bên trong chắc là có chứa rất là nhiều nước. Một chiếc nha các bạn ơi. Xe này thì ôi bị sức ra luôn các bạn ơi. Lắp lại nha. Lắp lại nha các bạn. Mang lại đây. Mang lại đây mình lắp lại nha. Lên đây. Ôi, chứa rất là nhiều nước bên trong các bạn. Rồi, ok các bạn ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ để đâu ta? Mình để đây đi. Để đây nha. Rồi, xe này là xe gì các bạn? Đây là một cái chiếc xe tải chở hàng các bạn ơi. Ôi, 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 có bị sứt cái bẩn ra luôn các bạn ơi. Ôi, ôi, cái bẩn này mình tháo ra được luôn rồi các bạn. Để mình lắp cái bẩn lại nha. Mình để đây nha. Rồi, hai chiếc rồi nha các bạn. Trời ơi, bị sức ra luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi khám phá tiếp nha các bạn ơi. Có rất là nhiều luôn. Xe gì đây? Xe gì nè các bạn ơi? À, xe này là xe xe cứu hỏa nha các bạn. Xe cứu hỏa nè. Ơi, có một cái khuôn mặt kìa các bạn ơi. À, cái cầu thang này rất là dài luôn nè các bạn. Dài không? À, dài luôn. Rồi, thu vô nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Trời ơi trời, quá trời đồ chơi để mình khám phá luôn các bạn. Rồi, mình để đây nha. Rồi, tiếp tục nha các bạn. Ui các bạn ơi, ở đây mình thấy có hai chiếc luôn các bạn ơi. Xe gì mà bự quá trời luôn rồi các bạn ơi. Hey, cho chơi xuống đi. Xe gì đây? Xe này là xe gì các bạn? Ui, xe chở rác các bạn ơi. Xe chở rác bự. Ui, chiếc xe này có rất là nhiều màu luôn kìa các bạn. Cái đầu xe là màu gì các bạn? Là màu vàng nha. Còn cái thùng xe là màu gì các bạn? Là màu xanh dương nha các bạn. Ở sau có một cái thùng rác nữa. Ôi, bên trong có rác nữa kìa các bạn ơi. Mình để rác vô cái thùng này. Đúng không? Cái mình bên lên. Rất là hay nha các bạn. Ui, chiếc xe này bánh cũng bự lắm các bạn ơi. Rồi, mình xem này là xe gì. Là một cái chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Cần cẩu cứu hộ. Xe này cũng rất là đẹp nha các bạn ơi. Xe này thì ba màu nè. Màu xanh nước biển nè, màu đỏ nè, màu vàng nè. Để mình kéo cái cần cẩu này ra coi. Rồi, dài quá các bạn ơi. Để mình kéo cái xe này đi nha các bạn. Kéo hư được không nha các bạn. Rồi, mình kéo nha, móc vô đây nha. Đây. Đi các bạn ơi, đi thôi. Rồi, mình để mấy chiếc xe đây nha các bạn. Ủa, rác rác rác. Thôi mình nhặt rác lại nha các bạn. Nhặt rác lại để mình để vô cái thùng nha. Rồi, tiếp tục đi thôi các bạn ơi. Ôi, bên kia có một thế giới đồ chơi bên kia luôn kìa các bạn. Hay mình nhìn xung quanh đây còn không? Ở đó một chiếc kìa các bạn. Giúp đây một chiếc nữa. Ê, xe gì đấy các bạn ơi? Em lấy nha. Ý, xe gì đây? Ui. Chiếc xe này là một cái chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Có cái biển số 911 nè các bạn ơi. Xe cứu hỏa nha. Chiếc xe này thì có ba màu nha các bạn. Ồ, cái cầu thang này thấy dài quá. Ui. Ui, mình thu vô được luôn kìa các bạn. Mình kéo ra nha. Các bạn. Đó. Dài quá trời luôn các bạn ơi. Có hai anh tài xế bên trong kìa các bạn. Thấy không?
Rồi mình để đây nha, cho xe trôi xuống dưới nha các bạn. Đây rồi, là mình khám phá cái chiếc xe này coi. Hơi nước ở đây cạn nên là lú những cái món đồ chơi lên kìa các bạn. Rồi múc thử cát coi. Xe cẩu hút cát này các bạn. Mình mang vô bờ xúc cát thử nha các bạn. Ở đây có một cái cần gặt để mình xúc cát này các bạn ơi. Hay quá các bạn ơi. Rồi xúc thử cát nha. Wow, múc cát rất là đã luôn nha các bạn, rất là to luôn. Ui, xe này có hai cái càn này. Ôi, nó bị sứt cái gì ra rồi. Nó bị sứt rồi, chắc là hư cái này người ta bỏ nè các bạn ơi. Ôi, mình mới thấy anh tài xế. À đây, anh tài xế nè các bạn đang cười nè. Rồi bây giờ mình sẽ kêu anh tài xế múc cát nha. Bây giờ anh tài xế múc cát thử coi. Hay quá ta, anh tài xế quá giỏi luôn các bạn. Xúc cát rồi. Rồi để đây nha các bạn, mình qua bên kia nha, qua bên đó nha các bạn. Nước quá trời luôn các bạn ơi. Trời ơi, xe gì đây? Ui, quá trời xe luôn các bạn ơi. Mình tắm những chiếc xe này coi. Ui, có cả chiếc xe gùa nữa các bạn. Xe gùa. Rồi mình lấy xe gùa nha các bạn. Rồi lấy xe gùa mình đẩy đi nha các bạn ơi. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Ở trên xe gùa này có chứa 3 chiếc xe. Để mình xem coi xe gì. Xe cẩu múc cát nè. Một cái chiếc xe bồn trộn bê tông nè các bạn. Mình xây coi. Đã quá các bạn ơi. Bánh trơn rất là yếu các bạn ơi. Cái này xe gì? Đây là một cái chiếc xe cần cẩu nha các bạn. Xe cần cẩu nha. Mình kéo ra được không ta? Kéo này ra được không? Kéo ra được xíu rồi các bạn ơi. Kéo ra được có xíu à. Còn chiếc này là chiếc gì các bạn? Chiếc này là một cái chiếc xe cứu hỏa nhưng mà nó bị mất cái chỗ ngồi chỗ này các bạn ơi, chỗ đứng rồi. Ui, ai mà chơi phá dữ trời. Chắc là hư, người ta giục nè các bạn ơi. Rồi để đây nha các bạn. Xe này thì mình thấy có hai màu. Ui, để mình xem cái thang này kéo ra được không. Mình thu vô nha. Đó, bây giờ mình sẽ kéo ra nè. Ui, khó kéo quá. Rồi ra được xíu rồi các bạn ơi. Cũng dài lắm nha các bạn. Ở trên đây có hai cái núm gì nữa các bạn ơi. Chắc là hai cái đèn. Hai cái đèn báo hiệu. Ui, trời ơi, cái xe gì mà bự dữ vậy trời. Xe này là xe cẩu múc cát nha các bạn. Xe cẩu múc cát nè. Ui trời ơi, trên đây có một cái con ngựa. Con ngựa đang lái xe cẩu nè. Lái xe cẩu. Còn ở đây có một cái chú voi. Trời ơi, chú voi biết lái xe luôn hả ta, lái xe tải luôn hả ta, dữ à. Đây có những cái chú xe gì đang lái nữa nè. Trời, ghê ta. Quá đã luôn. Ủa, xe này là xe gì các bạn? Đây là một cái chiếc xe bồn trộn bê tông. Ở đây có một cái máng để mà cho ra mấy cái bê tông này các bạn. Đó. Mình xây coi. Mình xây cái bồn trộn bê tông này coi. Rất là đã nha các bạn. Bên đây có hai anh tài xế bên trong nữa các bạn. Còn chiếc nữa. Chiếc này chiếc gì các bạn? Wow, chiếc này là một cái chiếc xe cẩu múc cát nha các bạn ơi. Rất là to luôn. Hãy cho trôi xuống nha các bạn. Ui, trôi mạnh quá các bạn ơi. Trôi nước chảy kìa. Rồi mình để đây lên đây nha. Ui, mình thấy đây có một cái bọc đen này các bạn ơi. Đen. Đây mình khám phá coi bên trong bọc đen này có những cái gì.
Trời ơi. Đồ chơi các bạn ơi. Đồ chơi. Có xe đồ chơi bên trong nữa các bạn ơi. Xe trộn bê tông nè. Trời ơi, ai treo cái bọc ở đây nè. Để mình xem coi còn không. Cái gì nữa đây? Cái gì đây? Ê, cái bình nước các bạn ơi. Bình nước. Nước, xối nước nha. Đã quá các bạn ơi. Đó, mình tưới nha. Để vô đây lại nha các bạn, mình kiếm coi cái còn không. Ôi, có gì nữa đây? Có cái cào cát nữa nè các bạn ơi. Cái cào cát. Gì nữa không? Cái gì nữa đây? Cái gì? Cái lăn tường hả các bạn? Ui. Để vô. Coi còn gì không? Đây có một cái xẻng xúc cát. Xẻng xúc cát to nè. Để xúc cát nha các bạn. Để vô lại. Coi còn gì không? À, ở đây mình thấy có một cái xô gì nè. Ui, bên trong xô này có một cái chiếc xe nữa. Ui, xe này là xe than nè các bạn ơi. Xe cẩu than nè. Mình để vô bọc đi. Hôm nay khám phá quá trời xe luôn các bạn ơi. Rồi để vô lại nha. Rồi hôm nay mình có một cái thùng nước, mình xách nước nha các bạn. Mình xách nước mình đổ lên cái xe gùa này nha các bạn ơi. Tiếp nha các bạn, đổ lên xe gùa này, tắm những cái chiếc xe này. Bỏ cái xe này lên. Mình múc nước các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, hồi sớm giờ mình khám phá cũng rất là nhiều xe rồi các bạn. Rất là nhiều xe luôn. Đằng kia kìa các bạn ơi, quá trời luôn. Rồi bây giờ mình phải bye bye các bạn, và hẹn gặp lại những video tiếp theo rồi.